Kính thưa bà Cố Maria cùng tang quyến, được tin Chúa gọi bà Cố Maria về với Chúa, anh chị em chúng tôi, gia đình ơn gọi của giáo xứ Thạch Lâm và hội bác ái của giáo xứ Thạch Lâm. Chúng tôi quy tụ về đây trước hết là chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến, vì dưới cái nhìn thông thường của trần gian thì sự ra đi lần này của bà Cố là một sự mất mát to lớn cho gia đình và cũng là cuộc chia ly vĩnh viễn xa cách những người thân yêu. Nhưng với niềm tin tưởng và cậy trông vào lời Chúa đã hứa, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy thì sẽ không bao giờ phải chết. Vì vậy, xin cộng đoàn hiệp ý cùng chúng tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho linh hồn Maria thân yêu của chúng ta sớm được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi Chúa, để sau này chúng ta lại được sum họp cùng nhau trên quê trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho lời kinh nguyện của chúng con tỏa lên như hương thơm trước tôn nhan Chúa, và các lời cầu khẩn của chúng con được Chúa Cha chấp nhận. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con đến truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa này cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mà Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã ban ưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa, tôi tin kính nơi Chúa Trời là Cha phép ta vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính nơi Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống ta sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong là tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tan xa xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, chết mà sống lại lên trời, ngờ bên hữu Đức Chúa Cha phép ta vô cùng, ngày sau với trời lại xuống phát. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con, rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Xin thương xuân linh hồn Maria và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con, rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Xin thương xuân linh hồn Maria và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới.
Xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Xin Cha thương xót. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Xin thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Ta đáp lời tôi, từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi. Này ơn Đức Chúa Giêsu, xưa mới trời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương có cho các linh hồn thiên. Vì vậy chúng tôi xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần và cho linh hồn Maria chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn dám nơi lương thì xin mở cửa tù ra cấy cho ra, mà đem đến cho nương mộng nha. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hàn soi cho. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Con thờ đây. Dạ, con kính mời quý ông bà cố an tọa đôi chút ạ. Trọng kính quý ông bà cố, hôm nay gia đình của chúng con thật là hạnh phúc khi được quý ông bà cố trong đại gia đình ơn gọi của giáo sư Thạch Lâm thân yêu chúng ta quy tụ nhau nơi đây để thể hiện tình yêu thương đối với mẹ của con, đối với gia đình của con và bản thân con. Con thật xúc động vì cảm nhận được tình yêu thương của quý ông bà cố. Mặc dù mẹ của con không còn hiện diện hữu hình với con, với gia đình nữa, thế nhưng con cảm thấy sự hiện diện của quý ông bà cố đối với gia đình của chúng con lại có thêm nhiều người cha người mẹ đang hiện diện nơi đây, vẫn yêu thương, vẫn cầu nguyện cho chúng con là những người con trong giáo xứ. Mặc dù chúng con có thể là những cha, những thầy, những quý sơ đang phục vụ ở những nơi giáo xứ khác, và có thể là những chủ chăn ở nơi những giáo xứ khác, thế nhưng khi chúng con trở về quê nhà thì chúng con chỉ là những người con nhỏ trong gia đình, và chúng con vẫn hàng ngày hàng giờ được sự yêu thương của quý ông bà cố cầu nguyện cho chúng con, dõi theo chúng con. Và vì vậy con thật là xúc động khi có quý bố quý mẹ đang hiện diện nơi đây với con. Con chỉ biết xin Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria Thánh cả Giuse ban thật nhiều sức khỏe xuống trên quý ông bà cố, để quý ông bà cố là cây cao bóng cả cho chúng con dõi bước. Xin Chúa tiếp tục đồng hành với quý ông bà cố trong đại gia đình ơn gọi, để quý ông bà cố trở thành cây cao bóng cả cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn ông bà cố, và con cũng xin thay lời cho ba của con, cho gia đình của con, xin chân thành.
thành cảm ơn quý ông bà cụ. Người nằm xuống xa từ cuộc đời, xa từ phần người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thanh nằm xuống xa từ bạn bè, xa từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê. Chúa ơi, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Kính thưa ông cố, kính thưa cha Toma và gia đình tang quyến. Bà cố Maria của chúng ta nay đã hoàn tất 82 năm cuộc đời làm con Chúa trên trần gian này. Hôm nay bà đã được Chúa thương gọi bà ra khỏi thế gian về với Chúa. Dẫu biết rằng cuộc sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi, nhưng cuộc chia ly nào thì cũng có đau thương và nước mắt. Bà cố Maria của chúng ta đây đã ra đi về với Chúa, nhưng để lại cho gia đình và tang quyến với những người thân một sự mất mát thật đau buồn và thương nhớ. Chính vì vậy, và trong tâm tình ấy, giáo xứ Long Đức chúng con đến để chia buồn cùng với ông cố, cha Toma và gia đình, vơi bớt đi một nỗi đau mất một người thân trong gia đình, và cũng xin dâng lời cầu nguyện cho bà cố sớm được hưởng thánh nhan Chúa. Xin mọi người cùng hiệp ý với giáo xứ Long Đức chúng con xin cầu nguyện cho bà cố Maria của chúng ta. Nhớ đến Cha, bà con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấp ô con ngày đêm. Nhớ cùng Chúa để con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cay mà nhớ ơi, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Phần thứ hai năm sự thương, thứ năm đi ngắm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, tái xin đồng đành trời chúng con nguyện danh Cha, Cha sáng lên Cha gì
cha thiên dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho con hôm nay lương thừa ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Kính mừng Maria đầy ơn vô đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đắm từ an mê. Kính mừng Maria đầy ơn vô đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đắm từ an mê. Kính mừng Maria đầy ơn vô đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đắm từ an mê. Kính mừng Maria đầy ơn vô đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời giao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả tin của anh em cũng trống rỗng. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Con nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chị, chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp. Sự sống không mất nhưng chỉ còn đổi mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh. Tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử. Nhưng ai đã từ cõi chết bước vào cõi sống? Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính lúc này, và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa. Ai nghe thì được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy. Lại ban cho con người, người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến. Giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Đó là lời Chúa. Bạn của Chúa là ông Lazaro được sống lại. Xin cho linh hồn Maria, người đã được Chúa đồ mau ra cứu chuộc, cũng được sống lại hiền vinh. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu là Đấng chiến thắng tứ thần, Chúa đã chết để đập tan quyền lực tội lỗi hoành hành nơi thân xác linh hồn Maria. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cứu linh hồn Maria khỏi chết muôn đời và cho linh hồn Maria được hưởng phúc trường sinh với Chúa. Lạy Chúa Giêsu là Đấng chúng con hằng trong đời, Chúa đã gọi linh hồn Maria giã từ cuộc đời trong qua này.
xin Chúa xin dần đưa linh hồn Maria vào quê trời vinh phúc. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy. Xin cho linh hồn Maria đã qua đời được vui hương ánh sáng ngàn thu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu là đấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt của những kẻ thương khóc người thân. Xin nâng đỡ thân nhân và bạn hữu của linh hồn Maria đang phải ưu phiền vì tang tóc. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở đây bao cay đắng lúc phân ly, để đền bù thay bao tội tình, tháng ngày dài xa chốn ngục hình, dẫn đưa về tận cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn Maria, xin Chúa thương linh hồn Maria, và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn Maria, xin Chúa thương linh hồn Maria, và dẫn tới phúc vinh muôn đời. Con lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Chúa sẽ là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thanh từ đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. An. Vụ từ đã để cha nói đã. Ban thường vụ, ban điều hành, các giới, các đoàn thể của giáo xứ Long Đức chúng ta. Hôm nay tôi thật là hạnh phúc và xúc động vì có sự hiện diện tương đối đông đủ của ban điều hành, ban thường vụ cũng như các giới, các đoàn thể quy tụ nhau nơi đây trước linh cữu của bà cố để dâng những lời cầu nguyện cho mẹ của tôi. Thật ra thì ai hỏi tôi bây giờ nhà của cha ở đâu, gia đình của cha ở đâu thì tôi nói ngay nhà của tôi và gia đình của tôi là giáo xứ Long Đức. Còn đây là nhà của ông bà cố. Tôi không có nhà, nhà và gia đình của tôi là ở Long Đức. Cho nên nhiều khi tôi đang chạy về thăm ba mẹ nhưng mà quý ông phó bảo nhà mình có chuyện là tôi chạy về nhà mình ngay. Cho nên là một cái gia đình lớn đang quy tụ nhau ở nơi đây, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng. Và vì vậy tôi xin thay lời ông cố cũng như toàn thể gia đình, xin Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria ban xuống cho ban thường vụ, ban điều hành các giới, các đoàn thể trong giáo xứ Long Đức chúng ta là những cánh tay nối dài của tôi, được sức khỏe, được sự bình an, thánh thiện và mỗi ngày một hăng say nhiệt thành hơn nữa. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho từng người chúng ta. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và giờ đây mỗi người chúng ta thắp một cây nhang để kính viếng bà cố. Hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài,
con tin thương nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Xin dạy con biết nêu đi đường ngày của Chúa, Chúa dù thương cứu độ con, còn những mong đợi suốt ngày đêm. Từ ngàn xưa tình Ngài dấu ơn nghĩa thâm nồng, đừng nỡ quên xin bỏ qua những lỗi lầm chót dài tuổi xuân. Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Bao từ tâm Chúa dẫn đưa đường ngày neo chính, kẻ lầm sai Chúa dạy cho an vững trong cuộc sống lành ngày. Và này ai bên lòng trong giao ước với Ngài, hằng giữ tuần lời Chúa luôn, tất cả là tin chứng tình thương. Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Xem đoái thương con trầm luân nguy biến, qua lầm than lắm nhọc lo, xin thứ tha con hết tội khiên. Này đời con ngàn đời xin nương náu bóng Ngài, Ngài chở che gìn giữ cho thoát khôn cùng khổ cực lầm than. Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Xin dạy con biết nêu đi đường ngày của Chúa, Chúa dù thương cứu độ con, còn những mong đợi suốt ngày đêm. Từ ngàn xưa tình Ngài dấu ơn nghĩa thâm nồng, đừng nỡ quên xin bỏ qua
những lỗi lầm chót dài tuổi xuân. Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Bao từ tâm Chúa dẫn đưa đường ngày neo chính, kẻ lầm sai Chúa dạy cho an vững trong cuộc sống lành ngày. Và này ai bên lòng trong giao ước với Ngài, hằng giữ tuần lời Chúa luôn, tất cả là tin chứng tình thương. Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng. Trọng kính cha Thomas, kính thưa ông cố cùng gia đình tăng quyến, được tin bà cố Maria về với Chúa, đại diện cho cộng đoàn giáo xứ thường vụ ban hành giáo đương cựu chúng con hiện diện nơi đây để chia sẻ nỗi niềm mất mát một người thân với cha Thomas cũng như ông cố và gia đình tăng quyến. Suốt cuộc đời dù trải qua nhiều thử thách, bà cố Maria vẫn giữ vững niềm tin trung thành bước theo Chúa đến cùng. Giờ đây bà được về với Chúa, về với người, về với đấng mà suốt cuộc đời bà đã yêu mến kiếm tìm. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót cho bà cố Maria và cho bà cố Maria của chúng con được hưởng lời chúc phúc. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Chúng con cùng với cha, với ông cố, cùng với thằng quyến và cùng với bà cố Maria cảm tạ Chúa vì muôn ân lành Chúa đã thương ban cho bà cố trong suốt cuộc đời. Giờ đây chúng con xin phép được dâng lời kinh để cầu nguyện cho bà cố thân yêu của chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồn tràn lan. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chớ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời. Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà táng xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại nên trời. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Năm sự thương thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin đóng đanh tinh xác thịt vào thánh giá Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn bà cố Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mùa sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Vì thế, ta hãy tha thiết cầu xin. Lạy Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa đã làm cho ban của Chúa là ông Lazaro được sống lại. Xin cho linh hồn bà cố Maria, người đã được Chúa đồ mau ra cứu chuộc, cũng được sống lại hiền vinh. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu là đấng chiến thắng từ thần, Chúa đã chết để đập tan quyền lực tội lỗi hoành hành nơi thân xác linh hồn bà cố Maria. Xin cứu linh hồn bà cố Maria khỏi chết muôn đời và cho linh hồn bà cố Maria được hưởng phúc trường sinh với Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu là đấng chúng con hằng trong đời, Chúa đã gọi linh hồn bà Maria giá từ cuộc đời chóng qua này.
xin dần đưa linh hồn bà cụ Maria vào quê trời vinh cứu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy. Xin cho linh hồn bà cụ Maria đã qua đời được vui hưởng ánh sáng ngàn thu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu là đấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt của những kẻ thương khóc người thân. Xin nâng đỡ thân nhân và ban yêu của bà cụ Maria đang phải yêu phiền vì tang tóc. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có thể làm cho chúng con được sống sau khi đã nhắm mắt lìa đời. Xin ban cho bà cụ Maria chúng con khi còn sống ở đời này đã tin vào Đức Kitô phục sinh, giờ đây được thông phận vinh hiển với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn bà cô Maria của chúng con được sống muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn xu thiêu soi trên linh hồn bà cô Maria. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu và hãy vinh hiển vinh sáng lên. Ơn Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy là thanh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực trình là thanh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ. Qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, cuộc sống này kìa hoa đen đổi thì đêm tắt thở. Mây tim răng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa. Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa. Trước hết con xác tín rằng hôm nay mẹ của con, gia đình của con và bản thân của con rất hãnh diện và hạnh phúc. Hãnh diện và hạnh phúc bởi vì gia đình chúng con đã được gắn bó với giáo xứ Thạch Lâm từ năm 1980 cho đến bây giờ. Chúng con hãnh diện là bởi vì chúng con được lớn lên cái mảnh đất toàn là đá và rừng. Chúng con hạnh phúc và hãnh diện vì chúng con được làm con của Chúa, làm tín hữu của Chúa nơi giáo xứ Thạch Lâm. Và đi đâu con cũng hãnh diện, con là người Thạch Lâm, con là con của giáo xứ Thạch Lâm. Và hôm nay con được hạnh phúc, và mẹ con được hạnh phúc và hãnh diện hơn nữa, gia đình con được hạnh phúc và hãnh diện hơn nữa khi được quý ban thường vụ, ban điều hành, các giáo họ đương cựu đang quy tụ nơi đây là những người bố, là những người anh, là những người bạn, là những người em của con. Con thật hãnh diện vì có những người bố, người anh, người bạn, người em của con đang trở thành những vị tông đồ đầy những nhiệt huyết, sáng tạo và thi thố tất cả những tài năng của mình như là những nén bạc mà Chúa trao phó cho mỗi người, mỗi khác để làm vinh danh Chúa nơi môi trường giáo xứ Thạch Lâm này.
Và mỗi khi con trở về, con thấy những người bố, người anh của con bây giờ làm tránh, rồi những người bạn của con, bạn học nối khố của con bây giờ làm những ông chùm, rồi những người em của con bây giờ cũng làm những ông chùm, là những vị tông đồ của Chúa. Con thật hãnh diện vì các bố, các anh và các bạn và các em. Con với lại quý ban thường vụ đương cựu đã sống và gắn bó với giáo xứ Thạch Lâm này từ khi còn là cái mảnh rừng, từ khi cái ngôi nhà nguyện còn được dâng ở dưới gốc mít, cho đến những cái ngôi nhà gỗ mà anh em chúng con, anh em chúng ta đi lội suối, xẻ những cái cây ở trên rừng về để làm cái ngôi nhà gỗ. Và rồi mình hãnh diện hơn nữa, bởi vì mỗi người một hòn đá nho nhỏ để bốc lên những cái xe cải tiến để rồi trở về gây lên được những cái ngôi nhà với cái nền móng vững chắc Thạch Lâm như ngày hôm nay. Con hãnh diện về điều đó, và con tin chắc rằng ban thường vụ đương cựu cũng hãnh diện vì cái điều đó. Và vì vậy hôm nay con thật là biết ơn cha chánh xứ đã cho ban thường vụ, ban điều hành các giáo họ đương cựu quy tụ nơi đây trước linh cữu của mẹ con để cầu nguyện cho mẹ con sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Cái tình nghĩa thâm sâu này con xin ghi khắc trong tâm của mình và luôn luôn hãnh diện, hạnh phúc vì mình được làm con của giáo xứ Thạch Lâm. Và giáo xứ Thạch Lâm vẫn có những người bố, người anh, người bạn, người em đang thì hăng say phục vụ nơi cánh đồng lúa của giáo hội tại giáo xứ Thạch Lâm này. Con xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria ban cho ban thường vụ, ban điều hành các giáo họ đương cựu và gia đình một sức khỏe, một sự nhiệt tâm, một sự gắn bó, để mỗi khi con trở về, dù là làm mục tử, làm chánh xứ ở đâu đi chăng nữa, nhưng khi con trở về thì con cảm thấy mình là một người con, một người em của các anh, một người bạn của các bạn, một người anh của các em. Con cảm thấy rất là hạnh phúc và vui mừng. Và con nghĩ rằng mẹ con hôm nay, bố con hôm nay, gia đình con hôm nay cũng rất hạnh phúc và hãnh diện vì điều đó. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người, gia đình chúng con. Xin chân thành cảm ơn.